trời ơi. Anh rau giảm cân trời. Bởi giờ thấy tôi đói mập á. Trời. Dáng đẹp này rồi còn giảm gì nữa? À, đó đây. Giờ không ăn thích ăn thịt, ăn rau. Rau tôi nên ăn rau. Rồi chào ăn rau. Rồi chào bà. Đây các bạn này. À, mình sẽ quay cái bảng hiệu của ngôi chợ này nhé. Chợ này là tên là chợ Bến Đình. Cô chú anh chị thấy cảnh nhìn cũng rất là tình nhé. Đây không biết rồi chị sẽ xuống chỗ nào. Đó, chỉ cần một chân thôi nhé. Một chân, chị tay vẫn nghe điện thoại. Đó, lấy chân đạp cái mái chèo. Đây, chú bỏ xuống dưới hầm. Đây anh còn chuyển trứng các thứ. Chú ơi mình mua này mình đi dài ngày ở chú hay sao ạ? Chở ra đảo. À chở ra đảo. Là ra Côn Đảo hay đâu chú? Đảo bên Thành An nè. À đảo gần đây không chú? Hả? Đi tiếng mấy à? Tiếng mấy ạ? Vậy là mình trở ra mình bán lại à chú? Dạ dạ. Đây các anh ấy vận chuyển trứng này. Rồi các cái nhu yếu phẩm ra cho cái chợ ngoài đảo. Trứng cũng đóng rất là cẩn thận nha các bạn. Để trong cái những cái khay bằng giấy nó không có bị rách. À, không có bị bể. Rồi dầu cái lân. Hột vịt, hột gà, đủ loại luôn. Đây bên đây thì có tàu có ghi chữ Vàm Láng, Vũng Tàu, Hồng Phượng. Cá, cá thu, cá ngừ. Dạ. Ủa cá này cá gì ấy chị? Cá dạ Sài Gòn ngày nay ạ. Sài Gòn ngày nay ạ. Bán tôm, bán dạ dạ. Và chợ Bến Đình. Và dạ dạ, cảm ơn mấy chị. Đây cá đuối rồi chị. Cá đuối. Ủa sao bán ít thế? Dạ nó bán hết rồi, mực đi mực cá. À. Còn cá này cá gì ấy chị? Cá này cá mú. Cá mú bự quá trời luôn à. Có chục mấy ký à, quá rẻ luôn. À. Một con này đến 10 ký không chị? Con này có 6 ký, 7 ký à. Dạ. Cho hai cái túi nha. Không nhấn đâu đó đi, không nhấn đó, không nhấn. À. Thấy vui vẻ dễ thương chắc là bán được rồi. Chị... Dạ, anh đang lên rồi mới bán được nữa đúng không? À. Trời. Sạp của chị không để tên à? Hả? Dạ thưa sạp chị không để tên à? Dạ không đâu em đâu có không có để tên. À người phụ nữ quyền lực Bà Rịa cũng cỡ 20. Ừ, chợ này bắt mắt và... bà già ở ngoài đó bán được. Trời cái này chừng nào mới lể được một con á, chị lể thử em coi nào. Trời ơi. Đơn giản mà anh dễ ọt à. À ủa sao chị làm lẹ thế? Trời ơi. Trời ơi. À. Không dám à trời ơi. Đơn giản. Quá hay luôn á. Và... chứ là anh lễ cũng vậy à. À. Rồi cho em bán cho em một lon. Nè. Anh nắm cái đầu đó anh lôi ra luôn khỏi cái à, lễ nè, anh lôi ra luôn. Và... cái này không phải chấm à? Dạ dạ. Vâng. À, đây. Ủa, đây chợ gì ấy chị? Chợ Bà Rịa. Chợ Bà Rịa này các bạn ơi. À, Bà Rịa. Bà Rịa. À, hồng này. Cam này. Rồi à, táo này. À, gì đây ta? Lựu này. Dú này. Dú nào bóng là sữa nhiều nha.
vú sữa miền Tây. Vú này sao lại thâm thâm tím tím này? Không phải, vú sữa lò rèn. Đó, tưởng là sợ nhiều vú nó thâm mà không phải nhá. Vú sữa lò rèn. Ăn này nhiều tiền ký đấy người đẹp. 40. Nhãn Thái. Còn quá. Đây trái cây quá trời này các bạn này. Nho. Này là nhiêu tiền ký cô? 60 à? Cái nào trồng ở Vũng Tàu? Cái... Ở đây là mình Bà Rịa, mình Vũng Tàu được có hết các loại. Không, ý là cái này có trồng vùng này không? Thế là vùng này ngon. Thử cái trái này xem là nó làm sao nhá các bạn. Nếu mà ngon thì sẽ mua tiếp. Ngon rồi. Giá là 60.000 một ký. Không có, 50.000, này 50.000 chín rồi. À, loại chín là 50.000 nha các bạn. Xem có giống như là lời đồn không, chợ Bà Rịa. Nào ăn thử nha các bạn. Cái này nó cũng khá ngon. Ngọt nha các bạn. Có độ dai. Được đấy. Ngọt. Đây. Một ký này khoảng mấy trái đấy gì? 1 ký rưỡi là 2, 4. 1 ký rưỡi 7 trái đó, 6 trái. Đây là 1 ký là 4 trái. Lấy trong nho chứ nó bự, nó có 3 trái à. Cái hạt nó các bạn này. Bỏ chút xíu. Cái này bỏ đây xíu quét nha các bạn. Không phải là xả rác bừa bãi đâu. Chồng quá, mày mốt kiếm rồi. Trời trời, cây giống chồng kia mua gì anh chồng. Ở Sài Gòn không ăn na được. Được. Nó, bây giờ cái bắp me na na nó kỳ lắm. Vàng đâu? Làm cái mai chín rồi. Nọ là đúng chưa? Đây, đây. Vàng đây. Thế nào mở mắt? Đây này, trái này này. Đó, thấy đó là mai. Đây. Lấy để con lựa này. Cái trái nào nó mở mắt này nè. Đây đây. Bán rẻ cho em đồ đó. Bán ơi. Bán lộ. Chờ bỏ xô vào shop được. Đây. Ba trái rồi. Cái mà nè, cái ngon mà. Cái mai nở là chín liền. 4 này. Ừ, cái này ngon. Đây á. Ừ. Vàng đây, được rồi, chờ con xíu kho. Nè, mấy cái nở gai hết rồi nè. 5 nè. Đó. Đó. Nè. Rồi, không, trái này không. Trái này cứng lắm. Nè. Rồi, được rồi, ok. Miếng giấy gì má. Năm, sáu, bảy, tám. Không, trái này 9. Cứng quá. Mai chín liền, hứa danh dự. À, bảy, tám, đây lấy hai trái nữa. Đây, chín gần chín rồi. Rồi lấy trái nào đây. Xanh đi. Không, 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 đây trái này. Rồi, này, rồi 10, rồi cân thử. 50.000 nữa. 2 ký rưỡi là nhiêu? 2 ký 6 là 3. Rồi ok. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về thành phố biển Vũng Tàu. Thưa quý cô chú anh chị, hôm nay là thứ năm ngày 23 Tây tháng 11 năm 2023. Và bây giờ đang là 7:29 rồi 7:30 rồi. Tuấn Dương thì đang có mặt ở góc và đường Lê Lợi. Ở đây các bạn nhìn có một cái bảng phía bên tay phải của mình đó là khu vực biên giới biển. Một bác anh chị nhìn cái chữ là khu vực biên giới biển. Và ở đây thì rất gần với một cái ngôi chợ, đó là chợ Bến Đình. Thì hôm nay Tuấn Dương sẽ mời cô bác anh chị chúng ta cùng với Tuấn Dương mình sẽ đi cái ngôi chợ, đó là chợ
Bến Đình để coi những cái hình ảnh buôn bán sinh hoạt của người dân ở nơi đây ra sao. Mời quý cô chú anh chị cùng đi với Tuấn Dương. Mà trước khi đi vô cái ngôi chợ này đó thì Tuấn Dương sẽ quay một lượt xung quanh cái khúc ngã tư này để cô bác anh chị hít một ít cái không khí của biển, cái không khí mà của người ta vẫn quen gọi là vitamin C đó, C là biển đó. Thì xung quanh đây thì mình cũng thấy cũng có nhiều cửa hàng ăn uống, bán bánh mì, rồi bán bún, bán đồ ăn sáng. Vũng Tàu thì nó là cái thành phố biển, thành phố du lịch. Tuy nhiên thì hôm nay không phải là ngày cuối tuần nên cũng cái lượng khách tới đây thì không quá đông. Nhưng mà dù sao thì ở những cái thành phố du lịch thì lúc nào cũng có khách. Đây cái hướng phía trước đó các bạn, là chúng ta sẽ đi vào cái ngôi chợ Bến Đình. Thì ở đây có một cái đình thì Tuấn Dương sẽ quay để cô chú anh chị chúng ta coi. Đây là đình thần Thắng Nhì. Đó. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng coi. Đây là đình thần Thắng Nhì. Rồi chúng ta sẽ băng qua đường nhé. Đây, trước cổng đình đây các bạn, đây là đang là cửa nam. Cửa nam của đình. Đây chúng ta sẽ ai mà muốn gửi xe đó thì mình cũng có thể gửi ở phía bên trong đình này. Ở mình sẽ đi sâu vô trong nhé. Đây. Ở ngoài thì thấy có hoa vàng này, nhìn cũng khá đẹp. Đấy, đình ở trong rồi, thôi mình đi phía bên ngoài thôi, quay lướt lướt cho cô chú anh chị chúng ta coi. Đây, đình Thắng Nhì này. Đó, phía bên này thì mình thấy các cái cột chạm rồi cũng có những cái chữ hoa, chữ tiếng Hoa. Mình thì không có rành về chữ tiếng Hoa. Đây cô chú anh chị nhìn này, trên thì hai con rồng châu đầu vào nhau. Đó, mình sẽ quay một lượt để cho cô chú anh chị chúng ta cùng coi. Đây đình thần Thắng Nhì thì được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 19. Theo đó thì năm 1802, vua Gia Long cử ông Lê Văn Lộc chỉ huy thuyền Thắng Nhì cùng với thuyền Thắng Nhất và Thắng Tam dẹp tan hải tặc tàu Ô Mã Lai ở vùng biển Vũng Tàu, Cần Giờ, mang lại bình yên khu vực cửa ngõ thành Gia Định. Năm Minh Mạng thứ hai, có nghĩa là năm 1822, thì được triều đình ban thưởng vùng đất có công chấn giữ. Ông Lê Văn Lộc quy tụ cư dân khai hoang, mở mang dân trí, phát triển ngành nghề, xây dựng thôn xóm, lập nên làng Thắng Nhì, tưởng nhớ ngưỡng mộ đức độ tài năng và công lao to lớn của tiền nhân. Dân làng Thắng Nhì suy tôn ông Lê Văn Lộc vị thần Thắng Nhì. Và lễ hội thì được tổ chức trong 3 ngày là 10, 11, 12 tháng 11 âm lịch. Thì đó là một số những cái thông tin để gửi cô chú anh chị chúng ta coi. Đây là đình thờ những cái người mà có công với đất nước, có công với cái vùng đất này. Đây, phía bên này các bạn nhìn này, đình Thắng Nhì năm Kỷ Mão, ngày 9 tháng 9 năm 1999, nhìn rất là đẹp nha. Kiến trúc thì màu vàng kết hợp với màu trắng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi cái lối này để đi rồi trong chợ nha các bạn. Ở trước cửa thì có cây đa rất là lớn này. Cây đa này chắc phải vài chục người ôm.
có cây đa này, rồi cũng có một số những cái ngôi mộ cổ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài nhé. Đây thưa cô bác anh chị là chúng ta đang có mặt ở trên con đường Lê Lợi. Đây là thành phố Vũng Tàu rồi. Thì đây Tuấn Dương cũng sẽ quay cảnh quan toàn bộ để cho cô bác anh chị chúng ta được biết. Rồi lát xíu mình sẽ quay ngược cái camera lại. Đây là Ủy ban Nhân dân phường Thắng Nhì này. Đó. Rồi cái hướng này đó là chúng ta sẽ đi ra chợ. Bây giờ mời các bạn cùng đi ra chợ với mình nhé. Đây có thấy các bà các cô đang cầm những các cái giỏ, xách cái giỏ từ trong chợ đi ra. Đây phía bên ngoài cô bác anh chị nhìn này, cũng bà con cô bác mình cũng bán các loại như là cam, rồi mãng cầu na. Trái cây thì có thanh long, có táo, có hồng giòn, rồi có xoài, đó, rồi măng, rồi các loại rau củ quả này các bạn này. Rau củ quả thì có cà chua, rồi đậu rồng, bắp, cà chua, thơm. Đó. Chị bạn hàng đang bảo trời ơi, live stream tôi. Đấy, cô đang lựa cái măng này măng vàng quá, măng vàng măng nghệ, nấm, đậu rồng. Đấy, bán hàng rất là phong cách nhé. Vâng, trời ơi, bán hàng rất là phong cách đây này. Phong cách rất xì tai nhá. Rau rất là tươi ngon, đậu rồng rồi. Đây các cô thì vừa bán các loại bánh và vừa ăn sáng luôn. Đây có cô bán chè trôi nước này. Bán dạ rồi chuối này, rồi trái cây cũng thấy ngon quá trời. Chuối này, xoài này, rồi các loại rau củ quả cô bác anh chị nhìn này. Gẹ này, các loại 250.000, 180.000, 350.000. Đó, các bạn nhìn thấy ngon không? Rồi tôm. Đó. Đây là một cái vựa hải sản tươi sống nhá. Vựa hải sản Hoàn Diễm, số 14 đường Ngư Phủ, phường Thắng Nhì, Bến Đình. Chuyên cung cấp các loại hải sản, nhận, chế biến và giao hàng tận nơi. À đây này, ở đây có cái loại ốc này này. Ốc này là bán theo lon. Ốc này đúng không? Gọi ốc ruốc, mập vú luôn nha. Ốc này một lon này là có cái gai bổ kết, xong mình thêu nó ra. Lát xíu có thể mình sẽ mua thử cái ốc này. Lễ vía bà Ngũ Hành 11, 12, 13 tháng 10 âm lịch. Rồi mình sẽ đi gần vô trong nha các bạn. Ở ngoài đây thì cũng bà con cũng bán hàng ăn uống, đồ khô, rồi bông. Rồi, hoa này thường là bà con cô bác mình lấy từ Đà Lạt về. Đấy, cô nặn chả cá, cả cá thác lác hoặc là mọc. Đây những cái bông hoa đồng tiền các bạn nhìn rất là đẹp nhé. Rồi các loại rau củ quả thì có đậu rồng này, bầu, bí, cà tím, mướp, dưa leo, khổ qua, rồi dưa chuột. Bà ngồi bán hàng đó. Các loại rau thơm. Ở đây bán các loại sắn, cốt dừa, é, các loại chè,
ồ bánh này các bạn này, mấy bánh này là bánh phu thê rồi bánh da heo, rồi phấn kiến long não, rồi bán bông này là bông để cúng đấy các bạn, cúc vạn thọ. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Ủa sắp ngày rằm mà chị? Ngày nào cũng bán. Dạ, em cảm ơn. Rồi bông đồng tiền đẹp chưa các bạn này? Đúng rồi, đồng tiền đó. Đồng tiền tượng trưng cho tài lộc, ai cũng muốn có tiền. Ly. À, ly rồi cúc. Rồi em cảm ơn. Rồi, chị bán hàng trông rất là dễ thương nhé. Đây các bạn nhìn các loại trái cây này. Có mấy chị đang lựa là mạng cầu na, rồi có bán cả dưa lưới, có bán cả trái me, trái ổi, nho, quá trời luôn. Đây là các cái sạp trái cây nhỏ nhỏ. Rồi tiếp theo các bạn nhìn, đây là bán tới mũ, nón. Mũ, nón các loại. À, bao tay, rồi đây trái cây, quýt, hồng, xoài, nho, táo, rồi mận, quýt, rồi nho này, nho đen này, rồi hồng, táo, rồi chuối. Rồi các bạn đi tiếp một chút nữa nhé. Đây các cô bán đồ khô này, các loại khô cá sặc, khô cá chỉ vàng, khô cá dứa, khô cá lóc, tôm khô. Ồ, đây măng. Măng này lại có giống măng màu vàng. Cô ơi, đây là măng gì sao nó lại màu hơi măng le, nghệ, cái đó là nhiêu tiền một ký cô? 70 ạ, dạ con cảm ơn. Măng le, nó hơi màu nghệ vàng vàng các bạn. Rồi, cô bán khoai mì này, bán đậu phộng, rồi bắp, mấy cái món ăn, mấy món ăn vặt ăn chơi, gà qué các kiểu. Đây là phía bên ngoài của chợ nha các bạn, mình chưa có vô trong chợ đâu. Đây các bà bán trứng, bán đu đủ, bán ngó sen, rau củ quả. Đấy, đều để giá rất là rõ ràng nhé. Trứng 30.000 một chục, 35. Nhiều loại. Rồi cút lộn 9.000 một chục. Giá rất là dễ mua. Ở đây cô đang lột mít bán theo ký này. Dạ. Em đi quay chợ thôi, không ở đây nên không mua rau được. Đây bao là 10.000 rau muống nó cơ. 10.000 rau muống à. Đây các bà đi chợ mua rau này các bạn này. Đấy, thường là các bà thì đội nón lá. Rồi đội nón lá. Ồ rớt rồi bà. Bỏ đi chợ không thấy mua thịt thì mua rau thôi hả bà? Ăn rau mà đây ăn khách nè. Là lắc. Trời ơi. Ăn rau giảm cân. Ăn rau giảm cân trời. Ăn thịt mỗi giờ thấy tôi đó mập á. Trời. Dáng đẹp này rồi còn giảm gì nữa? Giờ không ăn thích ăn thịt ăn rau. Ra thôi, nên ăn rau. Rồi chào bà. Đây các bạn này. À, mình sẽ quay cái bảng hiệu của ngôi chợ này nhé. Chợ này là tên là chợ Bến Đình, số 466 đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu. Đấy, phía trong này là cái nhà lồng của chợ. Đấy, thôi mình sẽ đi ở bên ngoài. Hình như cái khu phía trước này, này là cái khu chuyên bán về hải sản này, chế biến các loại hải sản.
đi vô đây coi xem là đây, chế biến các loại hải sản có đóng thùng cho khách mua mang về luôn nhé. Đó. Rồi ở đây thì mình sẽ coi các cái loại hải sản tươi sống đang bơi. Rồi mình thích món nào thì mình lấy món đó. Rồi người ta có chế biến luôn, phải mua chuyển khoản qua ngân hàng. Rồi càng cua càng cúm ghẹ mực. Rồi đây, vựa hải sản đây, đi ra ngoài. Dạ. À dạ vâng. Anh đừng nói tôm mười hai con ký lên nó được có 250 mấy thợ kia cho. Không. Tôm bự nó mắc tiền hơn đúng không chị? Và dạ em cảm ơn. Đây các bạn coi này, đây những cái con tàu. Đây phía này cô bác anh chị nhìn, đây là những cái ghe tàu đi đánh cá các nơi xong rồi sẽ về đây cập bến ở đây rồi bán cho các tiểu thương. Đây lên trên này cũng là một con tàu này, tàu Hồng Phượng. Mấy chú thấy đang kéo cái con. Ôi trời, kéo vô được luôn. Ôi trời. Đây các chú lên bờ là mua bông rồi mua nhu yếu phẩm, rau củ quả để sử dụng ở trên tàu. Đây chú bỏ xuống dưới hầm. Đây anh còn chuyển trứng các thứ. Chú ơi mình mua cái này mình đi dài ngày ở chú hay sao ạ? Này chở ra đảo. À chở ra đảo. Ra Côn Đảo hay đâu chú? Đảo bên Thành An nè. À. Đảo gần đây không chú? Hả? Đi tiếng mấy à? Tiếng mấy ạ? Vậy là mình chở ra mình bán lại à chú? À. Bán. Dạ dạ. Đây các anh ấy vận chuyển trứng này, rồi các cái nhu yếu phẩm ra cho cái chợ ngoài đảo. Trứng cũng đóng rất là cẩn thận nha các bạn, để trong cái những cái khay bằng giấy, nó không có bị rách, không có bị bể. Rồi dầu cái lân. Hột vịt, hột gà, đủ loại luôn. Đây bên đây thì có tàu có ghi chữ Vàm Láng Vũng Tàu Hồng Phượng. Đó. Ở bên kia chắc là nhà. Thôi mình đi ra ngoài. Đây hầu hết mọi người ấy thì đều có số tài khoản để cho chuyển khoản nhé. Giá là cũng có để giá rõ ràng này các bạn này, 150, 180, 200, 250. Đây. Chị ơi lối này đi xuống đâu ấy chị? À dạ dạ. Vâng vâng em cảm ơn. Đây lối này thì đi xuống ghe xuống tàu này.
Đây bắt bằng những các cái cây gỗ. Đây bên ngoài kia thì thấy, đây mình thấy có một cái chiếc thuyền đang đang chuẩn bị về này. Chị đang dùng chân nhá, chèo thuyền để đi dâu. Chú anh chị thấy cảnh nhìn cũng rất là tình nhé. Đây không biết rồi chị sẽ xuống chỗ nào. Đó, chỉ cần một chân thôi nhé, một chân chị tay vẫn nghe điện thoại. Đó, lấy chân đạp cái mái chèo. Chiếc thuyền đã cập bến rồi, cập vào bờ rồi. Chị sẽ đeo bao tay bao chân vô để cho nó đỡ bị nắng. Còn đây lối đi vô này, các bạn nhìn này, là đây, để mình đi thử luôn đây. Dưới này đâu anh? Dạ con đi quay. Con đứng nhờ cái á. Ôi trời ơi. Đây phía ngoài này thì một số những tàu ghe mọi người đậu. Đây là nhà các cô chú. Đây mọi người sống ở dưới ghe cái tàu này. Anh cái tàu này đi buổi đêm mà anh, bây giờ người ta về nghỉ anh. Thôi đi ra ngoài nha các bạn. Rồi cảm ơn anh. Ở dưới này lót gỗ này. Những cái gỗ này nó cũng có bị mục theo thời gian rồi. Đây bên này những căn nhà mà xây ở sát với cửa sông đó các bạn, thì các bạn nhìn là người ta bắc những cái cột ở dưới là những cái đồ linh tinh ra dục. Ở đây chị đi lên rồi đó, để thuyền ở đấy rồi đi lên chợ buôn bán. Cục trong này thì cô bán hải sản, cá càng cúm, rồi tôm, ốc, cua. Có vẻ như ở cái khúc chợ xóm lưới thì bán đông hơn nhé các bạn. Bây giờ đi vô trong chợ xem có gì nữa. Rau củ quả. Mình cũng chưa đi vô đây thì không biết ở bên trong có gì. Đây bán dừa nạo. Dừa nạo, nước dừa, dầu dừa. Đấy, bà con cô bác mình đi chợ thì cứ cầm cái giỏ bán đu đủ các loại trái cây. Rồi chúng ta đi vô trong nhé.
Đây rồi, trong nhà lồng chợ này các bạn này. Bên ngoài này mấy cô bán mỹ phẩm. Cấm đái, nếu bắt được đem lên quản lý. Trời ơi, có cái biển dễ thương quá. Cấm đái, bắt được mang lên bán quản lý, chắc xẻo chim quá. Đó. Cấm đái, nếu bắt được thì đem lên quản lý. Quản lý chắc là... đem lên quản lý là sẽ xử phạt cái công cụ gây án. Đây, đi sâu vô phía bên trong. Nhiều những cái sạp này. Nên sạp bây giờ mới mở cửa này các bạn. Ở đây là cái khu bán đồ ăn. Ở dưới là bán thịt cá. Rau muống bào, vừa làm vừa coi TikTok. Hai vợ chồng bán sạp rau ở chợ này. Ở phía dưới khu này là bán thịt cá các loại. Gà và heo, tim, tim gan lòng mề, các loại thực phẩm. Ở khúc đây thì bán cá, cá biển. Đây các bạn nhìn cá rất là tươi nhé. Cá thì ướp đá, cá thu, cá ngừ. Dạ. Ủa cá này cá gì ấy chị? Vâng. Cá. Dạ, Sài Gòn ngày nay ạ. Sài Gòn ngày nay ạ. Bán tôm, bán dạ dạ. Và chợ Bến Đình. Và dạ dạ, cảm ơn mấy chị. Đây cá đuối rồi chị. Cá đuối. Ủa sao bán ít thế? À, còn cá này cá gì ấy chị? Cá này cá mú. Cá mú bự quá trời luôn à. Có chục mấy ký à, quá rẻ luôn. À. Một con này đến 10 ký không chị? Con này có 6 ký, 7 ký. Ờ. Dạ. Cho hai cái túi nha. Không nhấn vào đó đi, không nhấn đó, không nhấn. À. Thấy vui vẻ dễ thương chắc là bán được rồi. Chị anh đang lên thì mới bán được nữa đúng không? À. Trời. Sạp của chị không để tên à? Hả? Dạ thưa sạp chị không để tên à? Dạ không, đâu em đâu có không có để tên. À, người phụ nữ quyền lực. Yeah. À, em cảm ơn chị. Rồi bán mực đây đúng không? Dạ dạ. Đây. Mực này các bạn này là khách có vẻ lấy rồi nhé. Là mực chưa có nước hả? Ở hàng sống luôn á. À. Sống luôn đó. 120.000 hàng sống. À. À, rồi em cảm ơn. Mực tươi sống luôn, mới bắt luôn hả chị? Dạ. Rồi em cảm ơn chị. Rồi. Đây các bạn thấy chị bán khá đắt nhé. Cùng lúc mà thấy 3-4 người tới lại mua này. Nói chung là người ta nói một cái câu cảm ơn chị. Hào khí sinh tài mà. Giống như mình cứ vui vẻ, niềm nở thì bán, buôn bán nó rất là dễ. Còn nếu mà ai cau có khó chịu thì khách cũng ngại, ít dám mua. Đây các bạn nhìn cá này. Đấy. Ờ. Cá rồi ghẹ. Dạ. Ủa cá này cá gì ấy chị? Cá trình, cá chim. Dạ. Cá này ngoài biển đó chị, trình biển. Dạ. Vâng. Cá trình. Cá chim. Cá này gọi cá bằng má. 50.000 một ký thôi. Kia cá đuối rồi các bạn. Cá cam. Vâng. Cá cam với cá cam nướng. Cá chim, cá trẻ.
cá lóc này các bạn này. Chợ hải sản thì đương nhiên là nó phải ẩm ướt rồi các bạn ơi, nhưng mà đồ thì rất là tươi nhé. Chung là người ta đánh bắt được về thì có hai dạng, một cái là tươi sống, một cái là ướp. Đây là đường Trần Quốc Toản, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu. Đây đi vô phía này các bạn nhìn này, thì nói chung là trong khu cư dân thì bà con cũng buôn bán các cái mặt hàng như là thủy hải sản đó, rồi bán hàng ăn, hàng uống đấy, rồi tôm khô, cá khô, rồi các loại tôm này. Có những thứ đông lạnh thì người ta ướp đá. Các bà ngồi bán cá. Nhiều cô còn ngồi làm sẵn cá cho khách, chỉ việc mua mang về ăn thôi. Có cô đang mổ cá dùng cho khách. Đây là cá thác lác. Quay gì em? Dạ, quay chợ. Ồ, có cái quạt đuổi ruồi hiệu quả quá trời luôn này. Chào mấy cô. Như chung chợ này cũng nhỏ thôi các bạn ơi. Đây, các mặt hàng như táo, rồi xoài, cóc, sa cô chê, khế, hồng treo gió, me, mía, cũng rất nhiều món. Đây là các món như chè, bánh trôi, xôi, chuối, trứng. Có sen, cà chua, bí đỏ, khoai mỡ, tiêu, rau củ quả, mướp, các bạn đang gọt trái thơm. Đằng sau là quán cơm Út Hà, bán thức nấu và bán thức ăn sẵn. Cô bán chè, bánh tráng, không alo là được rồi. Cơm cháy. Chung mình nhìn thấy thì chợ cũng không có quá rộng lớn. Đây các bạn nhìn này, cái chữ chợ Bến Đình này, chợ Bến Đình cũ. Rồi, thử đi vô đây xem sao. Đây trong này có vẻ như cũng còn nữa. Đi vô trong này xem có gì không ta. Đây các bà các cô đi chợ về đây. Nhà gần chợ. Dạ vâng. Xách đi chợ mua đồ về. Đây thử đi vô một cái con hẻm này xem sao nhé các bạn. Xem trong hẻm này có gì không.
bà các cô đi chợ, nhà gần chợ thì đi ra mua xong rồi mang về. Đây là đường Ngư Phủ các bạn. Ở phía bên ngoài này các cô cũng ngồi bán cá này. Đây cái hẻm này là thuộc đường Ngư Phủ này các bạn này. Lang thang loanh quanh thành phố Vũng Tàu, quay cho cô chú anh chị coi những cái hình ảnh về thành phố biển. Đây thì là cái chợ mà phục vụ cho cư dân, phục vụ cho người dân ở xung quanh khu vực này, chứ nó không phải là cái điểm du lịch, nên cô chú anh chị cũng sẽ thấy là nó không có quy mô như là những chợ khác. Rồi thôi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nha các bạn. Cho thuê và bán dù. À đây, mua ốc. Ốc này ăn được chưa cô? Ốc này chín rồi á? Đây, ốc này để ăn thử. Là trời, cái này để đến chừng nào hết? Nhiêu tiền một bơ này cô? Bơ bắt đầu nè. Trời ơi. Má ơi, cái này bao giờ ấy xong ta? Ta không biết đỡ chứ. Trời ơi, con đỡ mới là lẹ lắm. Con không biết. Ôi trời, đâu làm nào ta cô? À, vậy à. Trời, trời ơi, ăn này đến chừng nào ta? Ngon lắm. Lâu vậy? Lâu rồi, có 3.000 nhiều mà 22.000 vốn rồi. Bán cho một lon. Để cho anh quay chút xíu, anh đang quay. À, đúng rồi. Nãy mai em nổi tiếng lên sao? À. Ừ. Bán 2 lon đưa em lên mạng rồi, nay mai là ta mua vô đây, ta mua khí thế luôn. Đúng rồi. Cái này gọi ốc gì anh? Ốc ruốc nè anh, thế nè. À, ốc ruốc mập ú luôn nha, nghĩa là sao, ăn vào là mập á? À, ăn vào là mập. Hỏi chị này nè. Ăn vào rồi mình mập hay là sao anh? Không phải, con ốc nó mập. À, con ốc nó mập. Lại hơn mập luôn. Con ốc nó mập. À. Phải là ăn vào mình mập ú. À. Rồi. Rồi, bán cho em lon để ăn thử, em chưa ăn cái này bao giờ. Đây là tiêu lễ lắm chú. Nay thì lễ được không? Không, rồi không biết. Lễ một tay nhỏ nhỏ. Cái này nó bắt ở đâu ấy anh? Biển. Ở biển đó. À. Ở đó có cái bà già nó đi chào lễ sao á. À. Bà bán rẻ hơn. À. Và đúng rồi, hôm trước em có hỏi ở chợ gì, chợ Bà Rịa cũng cỡ 20. Ừ, chợ này bắt mắt rồi chứ. Và bà già ở ngoài đó bán được. Trời, cái này chừng nào mới lể được một con á, chị lể thử em coi đó. Trời ơi. Đơn giản mà anh dễ ọt à. À, ủa sao chị làm lẹ thế? Trời ơi. Lẻ quen rồi, lẻ hoài. À. Không lắm à, trời ơi. Đơn giản. Quá hay luôn á. Và chứ là anh lẻ cũng vậy à. Và rồi cho em bán cho em một lon nè, anh nắm cái đầu đó anh lôi ra luôn khỏi cái đầu lưỡi nè, anh lôi ra luôn. Cái này không phải chấm à? Dạ dạ. Trời, mua sớm nó còn á, chứ mua chậm là không có ăn á. Vâng vâng. Cho em xin một cái bao xốp nữa để cho nó đỡ ra ấy ra sạch. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì không còn, đúng không? Rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Ốc ruốc mập ú. Rồi, rồi em cảm ơn anh nhớ nhá. Nhớ em là ở chợ Bến Đình nhé. À, chợ Bến Đình, rồi, số 456 Lê Lợi á. Dạ. Mà anh tên gì? Dạ, em tên Tuấn. Anh Tuấn. Dạ. 456 Lê Lợi, phường Thắng Nhì nhá, ngay trước cổng chợ Bến Đình. Rồi. À. Nay phải đi tao luôn luôn kẹt luôn. Và chúng ta mà
À, vậy đặc sản luôn. Cái con này nó chỉ như này, nó không bự hơn đấy. Vậy là mùa nào thì ngon? Trong năm là ngon nhất anh. Mùa này trong năm là ngon nhất đó. À, và rồi cảm ơn cô nhá, cảm ơn anh. Dạ. Đây đi qua coi bán trái cây này các bạn này. Cam sành đỏ ngọt 8.000, 10.000, ổi 20.000. Cam sành đỏ ngọt 8.000 một cái. Ờ, cắt số 8 nhìn dễ thương không? 8.000 một ký. Rồi có những cái là có 5.000. Trời ơi, sao bán rẻ quá trời vậy? Cái 8.000 kia là nó bự hơn xíu này. 8.000 thôi mình mua thử, mua một ký cam đi. Chị ơi lấy cho em cam này. Chị lấy. Vâng vâng. Thôi lấy 15.000 đi. Con chỉ mua mấy trái mà. Chị lấy trái nào nhiều nước mà vỏ mỏng á. Dạ. Quả cam này họ trồng ở đâu ấy chị? Dạ. Cam này ở đâu ấy chị, trồng ở đâu ấy? Miền Tây. Miền Tây á. À, dạ em cảm ơn. Mua cam đi anh. Rồi đây. Mười mấy ngàn 2 ký này, lát xíu uống nước. Nói chung bây giờ mua một cái ly nước cam nó cũng mắc tiền lắm rồi. Mà giờ ta bán thế rẻ quá. Trứng. Rồi à đây bán mít này, bánh bông lan, bánh bò, nước cốt dừa. À, bánh bò. Mít. Và bánh bò nước cốt dừa. Mít. Rồi, bánh mì. Có các loại bánh đa. Bọc ngô. Rồi gì đó. Các loại rau củ quả. Mướp này, rồi ổi này. Cà chua. Rồi thôi chúng ta đi nhé. Đây góc đường Thắng Nhì với đường Lê Lợi. Đây cô bán quần này. Cô hơ hơ cái quần. Hơ hơ cái quần bán cho khách. Rồi thôi tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video clip. Cảm ơn các cô chú anh chị mình đã dành thời gian để theo dõi. Và hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để theo dõi những video mới của Tuấn Dương, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.